Con chào mẹ ạ. Cháu chào bác ạ. Ngồi đi. Cháu có chút quà đưa bác ạ. Mẹ đang làm cái gì đấy ạ? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ không thể chấp nhận một người con dâu có cái gia cảnh nghèo hèn như thế. Mẹ bình tĩnh lại đi ạ. Để một con thưa rõ chuyện đã. Không có thưa mới gửi gì cả. Mẹ không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Tôi biết mấy đứa nhà quê như cô thường muốn ôm mộng trèo cao, nhưng gì thì gì cũng phải biết thân biết phận chứ. Nhà này ấy, từ trước tới nay, từ dâu lớn đến dâu nhỏ, toàn con nhà danh giá mới được bước chân vào. Chứ cái thứ nhà quê như cô ấy, đừng có mà hy vọng trèo cao. Dạ thưa bác, cháu biết hoàn cảnh gia đình cháu không xứng đáng với anh Trọng, nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng. Với lại cháu cũng sẽ cố gắng trong tương lai. Cháu mong bác đừng chia rẽ chúng cháu. Đúng đấy mẹ ạ. Con và Hồng Anh đang làm một tập đoàn rất lớn, với cả là Hồng Anh đang là thư ký của giám đốc. Công việc đang rất tốt mẹ ạ. Mẹ tác hợp cho hai bọn con nhé. Ngu lắm con ạ. Mấy cái đứa nhà quê nghèo hèn ấy, nó chỉ muốn dùng thủ đoạn vào nhà giàu để ăn bám thôi, chứ chả tốt đẹp gì đâu con ạ. Mà tôi đã nói với cô rồi, nhà này ấy, từ trước tới nay dựng vợ gả chồng toàn là phải môn đăng hộ đối thôi nhá. Đẹp trai tài giỏi như thằng Trọng nhà tôi thì ít nhất cũng phải lấy hoa khôi hoa hậu, chứ không phải là cái ngữ nhà quê nghèo hèn như cô. Mẹ, mà đòi mơ mộng hão huyền. Mẹ nói cái gì đấy ạ? Mẹ nói thế không đúng à? Mẹ nói thế để cho mà nó mở mắt ra nhá. Cô chỉ về nhà quê mà kiếm một người chồng nó phù hợp với cô mà an phận đi. Mẹ đang làm cái gì đấy? Dạ thưa bác, nếu bác đã nói như thế thì cháu cũng không còn gì để nói ạ. Cháu hy vọng bác sẽ sớm tìm được người con dâu phù hợp. Cháu xin phép. Kìa, Hồng Anh. Mẹ xem mẹ làm cái gì đây? Đúng là thôi con ạ, gia đình họ không tôn trọng mình như thế, đừng có cố nữa. Nhà người ta coi trọng tiền chứ không coi trọng người, còn tiếc cái gì nữa mà khóc chả lóc. Bố con nói đúng đấy, may mà con còn chưa được gả sang nhà người ta, chứ mẹ chồng như thế con không sống nổi đâu. Nhưng mà con xấu hổ lắm, con không dám đi lấy chồng nữa đâu. Nghèo thì có làm sao đâu con, họ càng chê trách mình con càng phải tính tỏ mình để cho họ thấy rằng con có thể làm nên chuyện được mà. Nhưng mà con cố gắng như vậy đã là quá đủ rồi. Bao nhiêu năm qua con cố gắng để có được vị trí như ngày hôm nay, nhưng đâu ai công nhận đâu. Chỉ vì gia đình mình nghèo hèn nên bao nhiêu nỗ lực của con cố gắng ở ngoài xã hội cũng coi như là vô ích. Thế là bây giờ con đang trách bố mẹ đúng không? Mẹ nghĩ là vì ai mà con nên nông nỗi này? Từ nhỏ, cái cảm giác tự ti, kém cỏi luôn ám ảnh trong con. Đi ra ngoài thì bị người ta coi thường, khinh bỉ. Con chưa bao giờ được hòa nhập trong cái xã hội này. Vì sao? Chỉ vì bố mẹ nghèo hèn đấy! Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Mày nói cái gì vậy? Bây giờ
Mày dám trách cả bố mẹ nữa hả? Thôi ông, bình tĩnh dạy con không ạ? Chỉ vì từ xưa này mình chiều nó quá, bây giờ nó hỗn náo đấy bà. Không ai có thể chọn lựa nơi mình sinh ra. Con phải nhớ như vậy con ạ. Dù có nghèo, nhưng mày thử xem, mày vẫn được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế. Vợ chồng tao đã bao giờ để cho mày phải thiếu thốn cái gì chưa? Nhưng những gì mà con có được ngày hôm nay đều là nỗ lực của con cố gắng đi lên bằng chính bản thân của mình. Bố mẹ đã giúp gì cho con? Hay là chỉ gây thêm phiền phức? Nếu như bố mẹ không nghèo hèn thì tình duyên của con cũng không lỡ dở như thế này. Mày! Những cái câu thiếu đạo đức như thế mày cũng dám thốt ra được à? Đổ mất dậy! Thôi ông, bình tĩnh. Gia đình đang căng thẳng, tốt nhất là con đừng nói gì nữa. Đấy, bà xem, mình nuôi dưỡng nó như thế, bây giờ nó đủ lông đủ cánh, nó đền ơn đáp nghĩa mình như vậy đấy. À, bố mẹ muốn con đền ơn đáp nghĩa đúng không? Ok, con sẽ đền, không thiếu một xu ạ. Đây là tài khoản mà con đã tích góp được. Trong thẻ có hơn 1 tỷ. Con nghĩ chắc cũng đủ để bố mẹ an dưỡng tuổi già ở quê đúng không? Con nói cái gì đấy? Con có còn là con gái của mẹ nữa không? Mẹ cũng phải thương con chứ. Bây giờ con cũng đã có một công việc tốt, cuộc sống ổn định. Con không muốn cái gia đình nghèo hèn này làm ảnh hưởng cái tương lai của con được. Cho nên bố mẹ viết giấy cắt đứt đi, con sẽ ký. Hoặc coi như con chết rồi, hay đi biệt xứ cũng được. Mày hồ đồ quá rồi con. Trời ơi, sao tôi lại sinh ra cái đứa con gái trời đánh như này. Được, nếu mày muốn ấy thì tao sẽ làm đơn cách khỏi cho mày ra khỏi cái hộ khẩu nhà này. Và từ nay về sau ấy, vĩnh viễn đừng bao giờ nhìn cái mặt tao nữa. Thế thì con lại mừng quá. Con thà làm trẻ mồ côi còn hơn là sống trong cái gia đình nghèo hèn này. Được, tao hỏi mày một lần nữa, mày suy nghĩ kỹ chưa? Bố làm nhanh giúp con cái, con không có thời gian. Với lại con cũng không muốn ở trong cái gia đình này thêm một phút giây nào nữa. Giải thoát cho cháu đi, tôi đỡ nhức đầu. Được, tao chỉ e ấy, tới lúc đó ấy, mày còn khóc to hơn vừa rồi ấy. Dạ, cảm ơn bố đã quan tâm, con mừng còn không hết đấy chứ. Cậu đến nhà Thiên nhà tôi ngay bây giờ nhé. À, bố gọi người đến soạn thảo hợp đồng à? Ok, con sẽ trả phí. Hồng Anh, sao em lại đây? Anh chào. Anh cũng ở đây à? Chủ tịch cho gọi cháu ạ. Cái gì? Anh vừa nói luyên thuyên vớ vẩn gì vậy? Bố em là chủ tịch á? Bố em á? Sao anh không biết nhở? Là sợ bố mẹ là nghèo hèn nên có bao giờ dám đưa bạn về đây đâu mà anh biết. Bố con xin lỗi. Bố tha lỗi cho con nhá. Lúc nãy tại con hồ đồ nên mới nói luyên thuyên thôi. Con xin lỗi bố. Mày cũng biết mở miệng ra xin lỗi à? Chứ không phải vì nghèo hèn mà suýt nữa mày hất cẳng bố mẹ ra ngoài đường. Dạ, con biết lỗi rồi. Bố cho con thêm một cơ hội đi bố. Bố. Cũng chỉ vì tôi muốn học cách tự lập,
tự phấn đấu. Vì vậy tôi đã phải rất vất vả đứng đằng sau để hậu thuẫn cho nó. Nhưng không ngờ trời không thương, khiến con gái tôi bị mẹ cậu khinh bỉ. Nhưng cũng qua đó tôi hiểu được nó giận dữ như thế nào khi vợ chồng tôi nghèo khó. Con biết lỗi rồi. Tại vì con bị người ta sỉ nhục nhiều quá nên mới hồ đồ thôi ạ. Mà cũng tại mẹ anh ấy, cho nên gia đình tôi bây giờ mới đây nông nỗi này đây này. Anh biết không? Em nói cái gì đấy? Mày cũng nên xem lại chính bản thân mình xem, với cái tính cách và năng lực của mày, liệu có đủ điều kiện để ngồi lên cái ghế thư ký giám đốc như hôm nay không? Không có tiếng nói của tao ấy, mày có được như ngày hôm nay không? Và hiện đây tao cũng nói cho hai đứa biết, không có tiền không quan trọng, không có đạo đức mới đáng khinh bỉ. Đừng bao giờ khinh thường người khác khi thấy họ nghèo khó. Bà, vợ chồng mình không còn con gái nữa rồi. Chính vì thế cái số tiền mình dành dụm được định để làm của hồi môn khi nó về nhà chồng, có lẽ tôi sẽ làm từ thiện. Tôi sẽ không bao giờ trao cái cơ ngơi này cho một cái đứa con gái như nó.